Có không à? Có đầu đầu mặt không? Bự không? Điệp xin gửi lời chào cả nhà nha. Chào các anh em nghiệp và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp đi sang ông với ở với ông anh cả nhà ơi, cũng cùng đồng hành với Điệp là cũng một cái máy cái vỏ. Thì ông anh ổng gặp tụi ông này, ổng chỉ cho Điệp nè. Mà Điệp chạy tính từ nhà mình chạy lên đây khoảng bao nhiêu cây số ha anh? Bộ mà xa. Khoảng cỡ mười mấy cây á. Ính à. Đi khoảng mười mấy cây số đó đó anh em. Tại vì ảnh đi anh đi đợi gài cá bóng á, đặt cá bóng á, rồi ảnh gặp. Giờ anh em đi đi săn cả nhà ơi. Xuống đậu dưới sông nè. Thì Điệp cũng có hỏi ông bác chủ nhà là bắt tổ ông này. Đó, nếu mà mặc nhiều thì chia, mặc ít thì Điệp không lấy. Nó đóng cây mít nghe nè, bụi tre này khó mà lên nha. Nhà Điệp không biết, Điệp ghé đằng kia, Điệp hỏi cái nhà nếp bên đây, ông bác bên đây ông chỉ nó không phải nhà đằng kia. Chó sủa quá. Giờ Điệp kiếm đường lên nha anh em. Nói chung mình lên đây cũng cọ quẹt nha, che bọng không à. Tầm chắc này cũng chiều rồi nên video nó hơi mờ, mong anh em và cả nhà thông cảm nha. Tụi ông lớn lắm, nó đóng cục đen đen trên đó mà chắc anh em chắc không thể nào thấy được. Đây Điệp cũng khó nhìn thấy, Điệp quay lên cái cho anh em nhìn thấy một tí xíu nha. Đó, nó đóng mình chung cục vàng vàng đó anh em, nó nằm nửa cái màn hình của Điệp chỉ đó, đó động tay đó. Đó, nó nằm nửa cái màn hình, nó cục vàng vàng đó. Đóng trên đó. Điệp đeo đường cái mít nè, nói chung là cũng che mà nó có cọ quẹt gì đó anh em thông cảm nha. Cao rồi ta, cũng khoảng tầm giá không tới 10 mét anh em ơi. Thì cái gì chứ cũng không tới 10 mét mà Điệp thấy cái đầu mặt á nó u một bên. Chứ bên kia nó hơi lép. Để Điệp lên nha anh em ơi. Trồng cái nón lên. Khó rồi nữa. Ây da. Khó quá anh em ơi. Xuống trên đầu Điệp thôi. Lên đây tất nhiên là nó trúng, nó kêu cập cập cái máy rồi đó. Để lên để điêu tụi ông cái mới được. Ây da, chưa. Trúng máy. Đây che không anh em, tránh nó dữ lắm rồi đó. Ây da. Anh em thông cảm nha. Nó kêu quá. Che nó máng cái máy nó cam. Giá cho Điệp lên tụi ông đừng có bay ra. Để review tụi ông cho anh em xem cái. Ui nó giận anh em ơi. Nó giận rồi. Trong bịch này nè đốt ong nó ít nó hung lắm nè. Mình đốt cái là nó bay ra ngoài liền. Điệp thở cái hơi thở của Điệp nó nhúc nhích rồi. Không thấy đường anh em ơi, nên thông cảm luôn. Nên không được leo cũng hơi khó. Chúng máy móc. Ây da. Cái trụ nó ra anh em ơi, rồi không xong với nó rồi. Không xong rồi. Ây da. Chết rồi. Điệp đốt nha anh em ơi, nó ra. Điệp đốt cái được. Nó ra. Đừng rớt nha. Điệp quay tổ ong cái nha anh em ơi. Ây da. Tụi ông thấy cũng bự lắm anh em. Đó, anh em thấy không? Ù im lắm. Nó mặt bự đó. Tụi ông cũng lớn lắm. Điệp đốt anh em ơi. Kìa. Dính nón bọng lum hết trơn khó thằng ơi. Chỉ biết nói là kêu anh em thông cảm thôi. Chứ Điệp hát tiếng nói gì luôn. Cái dài cái quai nón mà nó còn dính tùm lum hết trơn.
Rồi, lên. Thiệt mà nói đi cho nó khó, trình khó. Không thể nào nấu ra nói được. Bắt con mà trống thì nó dễ. Con này cần ai cần gấu. Thua. Bắt con này. Ủa con lớn. Kế bên luôn. Trời khói nó cháy lên cái. Nhìn tụi ông lớn này nhà ơi. Mệt. Đó. Ủa ông lớn. Hết cái con lớn rồi. Không lên được luôn. Tức mình trời. Chỉ bắt của ông gặp tình huống này thì yeah. Chơi mày luôn. Đi biết kia anh em thông cảm thôi. Ê. Khó thì ghê chà. Chưa thấy được cái đầu mặt nữa. Không thấy được đường lên nữa. Sao mà đi đóng hay chi không cầm kẹt không chi vậy? Không hiểu luôn. Đóng ngoài không đóng đâu. Đóng trong kẹt không à. Trong kẹt nó mới còn á hả. Không thấy được cái đầu mặt đâu. Ôi đầu mặt bên đây. Bên đây nó mới im à. Bên đây được thấy phì nè. Biết làm sao. Đâu rồi? Ôi. Rồi. Xíu mặt. Đi sâu. Không thiệt rồi. Khó thiệt. Thiệt chứ. Để sâu cái. Quá sâu. Tụi ông này mà không bị sâu mặt cũng được. Tháng mưa mà vì đây thì cũng được rồi. Chống chống ra 120 mét nó về. Cắt cái mặt anh em ơi. Mà tất cả ông này nó thấy vậy chứ không phải vậy trời. Có sinh nào nẻ rồi luôn à. Quá trời luôn à. Không phải. Dấu cũ. Cắt cho chủ nhà anh em ơi. Nặng cái đầu á. Cắt mà chỉ trong là một tiếng cảm ơn thôi. Ở lúc mà người cảm ơn người không cũng hơi buồn. Mong cả thị vậy.
thị. Cái thị ạ anh em ơi. Ok. Cho chủ nhà uống. Để điệp đem xuống cho chủ nhà nha anh em đừng gửi máy nha. Đem cũng lớn. Đóng nó ôm vô thằng cây mất luôn. Máy điệp sợ leo luôn đường này nó cũng rinh. Dạ nóng. Má ơi. Nóng nóng phẳng luôn. Phỏng vỏ. Ui da. Ui da phỏng đuổi. Tập mấy xong cũng đỡ mà, không có đến nỗi nó rớt tàn xuống cháy đâu. Được bay xuống anh em ơi. Té luôn. Ôi da. Buổi đốt này. Mệt rồi. Đốt này hồi lên kia xử người kia. Lên chúng máy. Dạ dạ. Con nào không có gì ở được miếng nào không? Cho bác gái. À, không cũng được cả sĩ mà cả sĩ cả cả sĩ ngoài vậy đó. Thôi cho bà luôn đó. Thôi. Không, bà. Cái đó con cho bà uống đó. Cho bà đó. Con cho bà uống, con cho bà uống. Đó mình dắt kìa. Mặc áo mà. Không không phải cái đó, bà dắt ra bà uống trong mùi vậy đi. Thôi, để cái gì? Dạ. Bà cứ khổng chết đừng nói nữa. Nha. Mình cứ khổng chết đừng nói đi. Để đem về cho con cháu đủ uống đi. Con cho con cho bà. Thôi. Cho bà có uống ngủ. Thôi. Cảm ơn nhiều cô ơi. Cảm ơn ơi. Rồi cả nhà ơi, bác gái bác tình thương mến thương bác cho điệp cục bằng ông. Chứ điệp thì cũng lấy rồi cho. Dạ con cảm ơn bác gái. Con cảm ơn chú. Cảm ơn thím. Dạ dạ dạ. Rồi giờ điệp cũng ấy cái nhà ơi. Giờ điệp bắt đầu đi xuống ghe. Dạ. Cái vụ gì chứ khổ quá tôi không có. Dạ. Dạ 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 cảm ơn con gái. 6:05 giờ rưỡi rồi hả ta? Rồi. 5 giờ rưỡi rồi nè. Rồi. Cảm ơn con gái. Từ nào lâu có ấy lên thì bắt nữa. Dạ có gì đó nữa lần sau giờ con bắt cho ba hả gái. Có nhiều. Ba giờ đi đường này về hả? Dạ. Con đi đắng dở mấy cái lợp. Rồi, Điệp cũng xin gửi lời chị ăn chúc đến cô dì chú bác anh chị em ở trong miền đất nước á. À, cho Điệp xin một like nha. Nói chung là bác gái Điệp bắt cho bác gái bắt cho Nghiệp đi lại Điệp anh em ơi. Điệp cũng cảm ơn bác gái rất nhiều nhiều rồi. Giờ Điệp bye bye nha, hẹn ở nhà những clip tiếp theo nha. Điệp bye bye nha, anh Tư nè. Chào khán giả nè, anh Tư. Chào khán giả nha. Rồi Điệp up video. Mình tiếp tục hành trình nha. Rồi tiếp tục hành trình anh em ơi, Điệp up video.